giải pháp để scale up. Và đây là một số cái hướng. Cái này là phải nói luôn là sẽ không có câu trả lời đúng hay sai, tại sẽ mỗi người làm theo một kiểu. Cái này là tôi viết ra đây trên cơ sở những cái kinh nghiệm của chúng tôi trong suốt 4 năm vừa qua. Và tôi nghĩ là trong thị trường delivery cho e-commerce, chúng tôi đang là doanh nghiệp hàng đầu. Thành ra tôi chia sẻ ra đây và cũng khuyến khích tất cả các bạn nghĩ, suy nghĩ, và tôi mở ra những cái hướng để các bạn suy nghĩ về cái công việc này, để làm sao sau này các bạn, khi các bạn ra trường, các bạn có thể tham gia vào lĩnh vực này và các bạn đóng góp vào trong sự phát triển của ngành. Có 5 cái, 5 yếu tố mà chúng ta cần để scale up delivery. Cái điều đầu tiên nói về cơ chế và chính sách. Rất mừng là nãy anh Hòa nói là anh Hòa phụ trách về cái mảng logistics, thì tôi đăng ký luôn anh Hòa là qua gặp anh Hòa về đề xuất một số cái giải pháp trên cơ sở cái thực tế, cũng như nãy một số cái vấn đề như về hóa đơn chứng từ đi đường. Cái đấy là cái thực tế mà không thể nào làm được. Nó rất khó khăn về cái mặt chính xác. Mà nếu quản lý thị trường ra chặn một cái xe hàng lại cũng phải chịu. Nếu tổng cái lượng chúng tôi đã từng bị về quản lý thị trường chặn một xe hàng, tính tổng cái giá trị hàng hóa rất nhiều, mấy trăm triệu trên cái chuyến xe đó. Và quản lý thị trường bảo là anh vận chuyển cái số lượng hàng rất lớn để thu. Nên tôi bảo không, lô hàng đấy 600 triệu nhưng nó tới 800 chủ hàng khác nhau và 800 người mua hàng khác nhau. Thì nếu như thế thì chia ra mỗi một chủ hàng, cái trách nhiệm của mỗi chủ hàng còn rất ít, và xử lý cái đấy cũng là khó. Thực sự cả về phía cơ quan nhà nước cũng rất khó, và về phía mặt doanh nghiệp hay về phía tất cả chúng ta sẽ phải làm thế nào. Điều đầu tiên, muốn scale up được delivery hay muốn scale up được logistics nói chung, chúng ta phải xác định được mô hình hoạt động. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp logistics mở ra, nhưng họ cứ chạy theo cái cách truyền thống và xử lý 10, 100 hay 1.000 đơn hàng thì được. Nhưng xử lý tới vài chục nghìn đơn hàng hay vài trăm nghìn đơn hàng gãy ngay lập tức. Cái thứ hai, phải chấp nhận vốn. Tại vì xác định đầu tư cái này là đầu tư lâu dài. Đầu tư cho logistics, đầu tư cho cơ sở hạ tầng là lâu dài. Và cái thứ ba, xác định đâu là cái trọng tâm dịch vụ của mình để đầu tư. Không đầu tư dàn trải. Tại vì nếu đầu tư dàn trải nó sẽ rất khó khăn. Đấy là về chiến lược. Về công nghệ. Thứ nhất, khi các bạn xử lý tới hàng trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày hay hàng triệu đơn hàng mỗi ngày, chắc chắn các bạn phải ứng dụng công nghệ. Không thể nào làm thủ công. Thủ công các bạn không thể nào kiểm soát được. Và các bạn chắc chắn phải ứng dụng. Công nghệ ở đây là gì? Công nghệ kiểm soát hàng hóa. Mỗi một gói hàng đi qua một cái công đoạn đều có một cái checkpoint. Đều mỗi checkpoint đó đều phải được ghi nhận lên hệ thống, để khi các bạn cần các bạn có thể xử lý được. Bắt buộc phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tại vì khi mà xử lý cái lượng hàng hóa với cái số lượng lớn, bắt buộc phải như thế. Và tự động hóa. Có rất nhiều cái là tự động hóa. Cái phần cuối của chương trình tôi sẽ giới thiệu cái phần tự động hóa của Lazada Express mà chúng tôi đang ứng dụng. Và quan trọng hết, khi mình đã làm logistics là ngành dịch vụ, và ngành dịch vụ phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Bản thân con người thì đầu tiên là từ cái người lãnh đạo của một doanh nghiệp, hay từ lãnh đạo từ cái con người đi đầu trong doanh nghiệp. Và cái thứ hai nữa, muốn scale up phải là một cái tập thể đoàn kết, phải gồm những con người nhiệt huyết. Tại vì cái hành trình xây dựng, hành trình thử cái xây dựng nó lên, thử thách đối mặt với những cái thử thách là hành trình khó khăn. Nếu không đoàn kết chắc chắn không thể được. Và cơ bản nhất, các bạn phải sáng tạo.
đừng hài lòng với những gì chúng ta đang có. Tại vì những gì chúng ta đang có ngày hôm nay, nó sẽ thay đổi vào ngày mai. Mạnh dạn thay đổi, đầu tư nghiên cứu và chấp nhận thất bại. Tôi nói cho các bạn một cái ví dụ mà chúng ta điển hình. Tất cả các bạn đều sử dụng taxi hoặc xe ôm truyền thống. Cách đây 3 năm, sẽ không ai nghĩ, tại thành phố Hồ Chí Minh, không ai nghĩ Vinasun và Mai Linh đối mặt với khó khăn. Tại vì tăng trưởng hàng năm của họ cũng vẫn vài chục phần trăm, và một con số rất ấn tượng. Nhưng đùng một cái, Uber vào trước, sau đó đến Grab vào, thay đổi hoàn toàn cái thị trường taxi, thay đổi hoàn toàn cái thị trường vận chuyển, và dẫn đến vụ kiện của Vinasun với lại Grab. Và thực sự cái kiện này thì kiện tất cả mọi người đều buồn cười với cái vụ kiện đó, đúng không? Tất cả chúng ta biết cái vụ đó đều thấy buồn cười. Nhưng đó là cái hệ quả của việc không thay đổi, hệ quả của việc tự tin vào những cái gì chúng ta đang có và không chịu thay đổi. Và để giới thiệu một chút về Lazada Express, tại sao chúng tôi mạnh dạn chúng tôi nói thế? Tại vì tất cả những cái vấn đề kia chúng tôi nói ra là chúng tôi đang đi theo cái con đường đó. Hiện tại chúng tôi đang xử lý vài trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày, và cái năng lực có thể đại diện có thể vận hành đất gấp đôi vào năm sau, không vấn đề gì. Thì thứ nhất, về công cụ vận hành, chúng tôi có các cái báo cáo cái các cái tiếng Anh là dashboard, tiếng Việt là có cái dashboard để giúp chúng tôi theo dõi được cái thực tế hàng hóa với thời gian thực, tức là hàng hóa di chuyển qua bất cứ cái khoảng cái công đoạn nào, lô hàng nào, chúng tôi đều biết nó nằm ở đâu trong cái quy trình của chúng tôi. Chúng tôi có cái hệ thống báo cáo cũng dựa trên cơ sở tất cả những cái dữ liệu, và dữ liệu của thương mại điện tử nó nhiều lắm các bạn. Rồi cái này là cái BI, có cái chatbot. Và khi ví dụ là có những cái lô hàng nào nó còn bị tắc lại ở cái công đoạn nào đó quá cái thời gian quy định, thì lập tức cái con chatbot này sẽ gửi một cái tin nhắn tới những người liên quan là lô hàng đó đang còn nằm tại đó và phải xử lý. Đó là những cái mà công nghệ. Rồi cái hệ thống, tại vì không phải chỉ mình Lazada, mình Lex Delivery, còn rất nhiều đơn vị 3PL khác, và tất cả mọi cái sẽ đều phải lên vào hệ thống. Đó là thực tế. Đó về công nghệ. Có những cái rất đơn giản mà nhưng sẽ là sự khác biệt. Nãy tôi nói rất nhiều về xe máy, đúng không? Nếu các bạn nhìn cái hình ảnh này và hình ảnh cái phương tiện vận chuyển của chúng tôi, các bạn thấy cái sự khác biệt. Nó là sự khác biệt. Và lý do tại sao chúng tôi chọn cái xe đạp để chúng tôi phát triển làm phương tiện giao hàng. Tại vì các bạn thấy với cái lượng xe máy như thế kia, ô nhiễm của thành phố sẽ như thế nào? Trong cái bức tranh tôi gửi ra cho mọi người là cái kẹt xe như thế, bao nhiêu người trong đó đang là shipper? Và nếu thương mại điện tử tăng trưởng gấp 5 lần thì chúng ta còn đường để đi hay không? Ô nhiễm môi trường của chúng ta như thế nào? Và đó là chúng tôi chọn những cái giải pháp phương tiện mới. Và tương tự như thế, giả sử có những cái câu hỏi rất đơn giản thôi. Giả sử cái phương tiện như thế này thay bằng một phương tiện kia, thay bằng ba phương tiện này để chở hàng, thì thay vì ba người như thế này đi ra ngoài đường, chúng ta chỉ cần một thế này. Nó cũng là những cái giải pháp để giảm kẹt xe, để tăng cái hiệu quả làm việc. Thay vì mình sẽ cần phải ba người phát đi 150 gói hàng trong một ngày, thì một người có thể phát được 150 gói hàng. Rõ ràng cái đấy là cái giúp cho chi phí vận hành hiệu quả hơn, và ở một cái mức chi phí ship
mà các bạn có thể chấp nhận được. Đó là cái ý thực tế. Thế một cái nữa, đây là cái hệ thống chia chọn hàng hóa. Các bạn biết, khi mỗi một ngày hàng trăm nghìn đơn hàng được vận chuyển vào chúng tôi, và chúng tôi phải chia chọn hàng trăm nghìn đơn hàng đó đi khắp các cái hub trên cả nước. Vậy chúng tôi chia chọn như thế nào? Và chúng tôi ứng dụng đúng nghĩa công nghệ 4.0, sử dụng robot để chia chọn hàng. Và các bạn đến với trung tâm chia chọn hàng hóa của Lazada Express.